Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình làm video này là mình lấy nước rượu sồi lần 1 nhé. Ngâm được 1 năm 6 tháng rồi. Em mình cho nước cất nó cốt ra thì mình ngâm được nó đấy. Mọi người xem này, xem cái chất lượng rượu mình ngâm như nào nhé. Thơm lắm. Mọi người nhìn trực tiếp màu rượu nhá. Đây. Màu là mình cho các cốc. Rất đẹp. 1 năm 6 tháng rồi. Rất thơm mùi sồi. Nhá, mọi người nhìn người thật việc thật nhá. Đây là bình 50 lít. Uống rồi, đây là rót ra còn mấy cả. Rất là thơm, chuẩn bị đi biếu bố vợ. Đây mọi người nhìn trực tiếp màu, chuyển màu rất đẹp. Anh em ai có nhu cầu, cô chú có nhu cầu muốn tư vấn thêm thì cứ liên hệ với mình nhá. Thank you. Bye bye.